Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì các bạn thấy trên màn hình mình có những loại con gì không? Khá là đẹp và tuyệt vời. Và hôm nay là mình sẽ hóa trang vào là một chú rắn nhé. Đây là rắn hay chăn thì mình cũng chưa biết đây. Đi săn mồi mọi người ạ. Đây là những con màu đỏ, những vạch màu đỏ trên màn hình của mình kia là những con mồi mình sẽ cần phải đến. Đây rồi. Con rắn này sao lại có sừng đây? Nhìn khá là bắt mắt cái trò chơi luôn, giao diện đẹp mấy mọi người ạ. Con mồi ô con ô nó chạy rồi, nó phát hiện ra mình rồi. À, con dê, đây là con rắn đang đi săn con dê, nhưng mà con dê thì nó đã thấy phát hiện ra mối nguy hiểm từ con rắn, nó đã chạy đi ra rồi. Và con rắn này cần phải khéo léo hơn một chút. Nó cần phải chạy nhanh hơn một chút. Đúng rồi, nó đang vào kia rồi, nhanh lên. Ô, chậm quá. Chậm quá, rắn chậm quá mọi người ạ. Cái game này được cái là nó có những cái hiệu ứng âm thanh của trò chơi khá là bắt mắt, giống như chúng ta đang ở trong rừng ấy thì phải. Ủa, con người kìa, con người đấy, đỗ đây thôi, nó ra nó bắt, bây giờ nó bắt trò lồi đấy. Rồi con cừu, à con dê đâu rồi, dê này chạy nhanh thế nhỉ. Cái này nó khá là khó điều khiển một chút nha, anh em thông cảm nhá. Rồi ok, chúng ta đã xử lý được một em dê rồi, và bây giờ thì chúng ta cần phải di chuyển đến khu vực con người. Ở đây là con người này. Ô, nó chạy 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 rồi, chạy rồi. Chạy đâu, dám vào khu vực của ta hả? Chạy nhanh à. Chạy này sao mình đuổi được con rắn thì vết tí. Mổ toàn mổ hượt. Rắn thì không xuống nước được, thằng kia khốn thế nhỉ, trèo xuống nước luôn. Ở đây khá là nhiều con mồi mọi người ạ. Không không bắt được rồi sao? Xử lý một tên. Cái này nó không biết là nên em vào con này to không, nhưng mà nó thấy còn nhỏ quá. 3D này các bạn, là cảnh 3D đẹp chưa? Kỹ năng săn mồi của con người hay con rắn, là tất cả những con mà được sinh ra trên thế giới này thì đều có một kỹ năng riêng. Nhưng đặc biệt cái ở chỗ con rắn thì chúng khá là dài, và cái độ lướt đi của chúng cũng rất là nhanh. Tuy không có chân nhưng chúng có thể lườn và chạy một giống như kiểu là u con ngựa vằn thôi, chạy nhanh thế nhỉ. Vừa thấy ở đây nó chạy đâu mất rồi. Nó trườn rất là nhanh mọi người. Nó có độ trườn, nếu mà tính con ra thì nó phải chạy đi bằng đi bộ so với con người đó, bằng tốc độ chạy. Ủa, sao con ngựa vằn nó cứ bay bay lên trời vậy ta? Con này mình nhớ anh à. Đây rồi, nó đây rồi. Ô, nó chạy nhanh thế nhỉ, chạy nhanh này sao. À, mày kẹt rồi chứ, kẹt mày tao. Mày bị kẹt rồi, có chạy được không? Chạy lên chơi, chạy lên chơi. Rồi xong một con. À, mình nghe có cả tiếng bịp bịp luôn mọi người. Đúng ra mẹ này chắc của mấy đồng chí biết phần mềm của người Việt Nam rồi, biết cả tiếng bịp bịp luôn. Rồi chạy nhanh là đây, có con ngựa vằn nữa này. Các bạn thấy rùa khá là nhiều không? Nhưng mà cơ bản là bây giờ mình phải. Rồi con này ngựa nó nhảy cao lắm. Đó, chạy nhanh thế nhỉ. Bạn vừa thấy ở đây xong khá chạy khá là nhanh. Đây rồi, đây đây tiếp đây, này. Ở đây là một cái hoang đảo nhé mọi người nhé. Đây là thuyền các thứ này. Cái hoang đảo sao vừa lại có người ta? Chạy nhanh thế nhỉ.
Nếu chạy nhanh thế này thì theo mình nghĩ chắc là để mà săn được con này nó hơi khó. Ô con này xuống được nước luôn này. Xuống ô. Con này chạy nhanh quá. Rồi mình sẽ tìm đối tượng khác thôi. Con ngựa vằn này có thể là nó có được học hành tử tế gọi là dày dặn kinh nghiệm cho nên là khó bắt nó lắm. Đó. Kiểu gì ở đây chả có. Cái này nó không có camera quay cận cảnh. Nếu quay camera quay cận cảnh ông mắt con rắn này thì khá đẹp đấy. Đó các bạn đang phi được lửa này. Nếu mà phi được lửa thì mình nghĩ đây không phải là con rắn. Cái là con ròng đất. Tiếng chim hót rồi cảnh núi non này các bạn thấy đẹp không? Khá là tuyệt vời. Và anh rắn này thì anh dòng đất này anh cứ lang thang đây thôi mà chưa đi tìm được con mồi nào nữa này. Cái hiệu ứng à đây à, đây có con chó đây à. Hiệu ứng này à, thì anh em có nên để cho sói nhé mọi người nhé, đối mặt cho sói này. Anh em nên tải video về xem nhé, à chơi nhé, khá là hay và tuyệt vời. Rồi xong. Chú chó này chú ấy chạy không được. Đã bị con rắn tóm. Dê đây rồi, hưu rồi. Mọi người xem video của mình hãy cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ nhé. Và rất là cảm ơn mọi người luôn luôn theo dõi Gamer Tổng Hợp trong thời gian qua. Và bây giờ thì chúng ta chơi tiếp. Mọi người hãy tải cái bản này về chơi thử coi. Nó khá là hay và giải trí đấy. Giống kiểu là chúng ta đang đi săn ở trong rừng thật đấy. Chứ không phải đơn giản là chỉ là trò chơi. Ôi chết rồi. Ồ, ông chạy 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 chạy. Ông này là ông bảo vệ gia súc mọi người ạ. Ông chủ. Ông cầm cây ông đập mình. Đây là đập con rắn này. Con rắn độc ác. Và con rắn thì đang đi tìm thức ăn. Đó là những con dê, con ngựa, con bò. Đây có ông. Đây có ông này. À, chơi chơi. À, nó đuổi 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 chưa đuổi chạy 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 nhanh 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 đâu rồi đây là những ông bảo đi chăn 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 voi chăn ngựa chăn đồ á. Ô chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh 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 lùi lùi hết sức lùi đi. Wow, nhìn lên nó đập rồi sợ quá ông ơi. Được rồi chiến đấu luôn. Chiến đấu như hai người đàn ông với nhau xem nào. Rồi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ và đã thắng rồi. Và bây giờ thì tha hồ mà đi ăn con hươu, con dê, con nai nhá. Mày chạy đâu hả hươu, dê. Con dê là dê đực, à, có sừng, có sừng. Ừ, trưởng quả. Ý là bắt được. Đi đâu cho thoát nào. Đó, dính cước này. Rồi sao? Một em đã nằm xuống. Ta thấy con rắn khá là dài. À con rồng đất. Rồng đất chứ không phải rắn. Đọc con rắn. Đây rồi, xem nào. À, con chó chạy nhanh nhanh nhanh. Dồn nó vào tường nha. Đúng rồi, nó chạy không kịp rồi. Ok này, xong chưa? Rồi, còn một trưởng nữa thôi. Rồi, một em. Đây con nữa này. Chó sói nó không thể chạy được tại vì nó không chạy như con ngựa vằn. Ở trong cái trò chơi con ngựa vằn là con khó nhất đấy mọi người nhé.
cực kỳ khó. Mỏ. Và video của mình thì cũng đã kết thúc ở đây rồi. Tha cho con hai con chó sói đi mọi người ơi. Mọi người hãy xem video của mình, hãy cho mình một like, một share, một chia sẻ, đăng ký game đồng hợp nhé. Rất là vui và luôn luôn được mọi người ủng hộ game đồng hợp. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.